Cái lũ ăn cho tụi em thiệt luôn hả? Để coi gọi suy nghĩ coi. Thôi, đợi cho đó hai ba bàn tay chở mấy cái có liền. Thôi, lấy thoải mái. Tụi thoải mái luôn. Đây rồi. Ôi. Trời ơi. Ít quá còn không anh? Nào mà. Của mình là Dâm Cô Te học nghe xí mời. Ok, hôm nay đến với video của mình thì có một người rất là được các bạn mong chờ, đó chính là Tu Gà và Tu Cu. Sau khi hôm nay Tu Gà nó xuất viện xong thì mình đã dụ nó quay video cho mọi người coi nè. Ok, mọi người coi video này thì nhớ để lại một like, một share cũng như là một bình là hashtag cho mình là anh Tu Gà ơi mau khỏe nha. Tu Gà ơi mau khỏe nha mọi người. Ok, bây giờ thì mình đi qua nhà Hi Ha dỗ Hi Ha đi chơi thôi. Chán quá. Hello, ông quản gia xinh xắn có Hi Ha ở nhà không vậy? Không thèm trả lời người ta gì hết trơn thôi. Ủa, nghe tiếng nhạc ở đâu vậy? Ồ, phòng thu âm. Chuẩn bị vô nhạc nha, chuẩn bị vô nhạc. Ê, tình nhiên tao mở lộn bài rồi mày ơi. What? Yeah, bolero. Yeah. Này là nhạc bolero của Ngô Thủy Miên. Ui, mình ngồi mình nghe tôi hát một xíu mọi người ơi. Ôi nhầm biết rồi, nhầm biết này là không phải. Phải đâu. Cái gì vậy? Tao mở lộn tao luôn vậy trời. Trời đất ơi, gì hát họ mà gì xíu chuyên nghiệp ta lâu rồi mới tới lại. Đây. Ok. Lộn bài bạn ơi. Trời. Ủa, nhầm biết vô đây nè. Mới vô nãy, trời ơi vừa nghe tiếng nhạc chạy qua phòng thu âm liền đó. Tập trung bạn ơi. Yeah. My check 1 2 1 2. Check it out. Và bầu trời cho em không còn trong veo những ngày trở gió. Nhắm mắt ngã vào lòng thành thị, anh nghe tiếng còi những nhịp thở phố. Bao năm qua đi qua bao nơi, đôi chân lạc ngoài đường đời để lối. Này, con gái ơi, chuyện đôi mình đã bỏ. Dạ, biết gì thôi rồi, tới gì rồi. Người ấy, trời ơi, làm cục hứng gì. Mẹ cái máy tao đâu rồi. Thôi, đập luôn chứ. Trời đập luôn cái máy thu, mất cục luôn rồi. Hello, Tu Gà. Trời ơi, lâu ngày quá mới gặp. Gà Cu Te Hụt Me. Trời ơi, bạn nhớ mày đâu, mình Dâm Cu Te Hụt Me nè. Cái coi. Ôi, ôm. Trời ơi, nhớ Tu Gà quá mọi người ơi. Trời ơi, bao lâu rồi mới gặp lại. Ôi, mấy năm luôn, trời có mấy tháng mà tưởng chừng cả nghìn. Tưởng chừng luôn, cả nghìn thế kỷ tụi mình chưa gặp nhau, trời ơi. Đôi bạn thân cùng tiến. Ủa thằng ngu nè. Ôi, hello. Trời ơi. Hello, Tu Cu. Trời em vô nào vậy? Quá đê. Em ngồi đây được 30 phút rồi á. Trời ơi. Không gặp mà gặp lại Tu Cu vẫn ngu vậy. Trời ơi, hai anh em tụi bay và tưởng nó chửi nhau kìa mọi người. Hôm nay em quay em khoe cái này nè, hay lắm. Em khoe gì? Là chị ra coi. Đấy. Mới mua xe mọi người ra đây coi nè. Ôi xịn dữ vậy. Đâu rồi. Xe đã. Ôi. Ui, hay gì? Sao mới đi trời. Trời ơi, mấy tháng mà trời sao lên xe được cơ. Lên xe đời mới. Nói cái này nghe nè nha. Sao? Gì vậy? Hồi nãy nghe dối. Tôi mới đi diễn về cái tôi thấy đi ngang qua cái con đường tơ lụa, tôi thấy một cái mỏ rất là nhiều kim cương, tôi đào quá trời quá đất luôn nè. Trời ơi, đào. Kim cương là phải hàng thả hàng chục bên. Trời ơi. Oh my god. Ôi, dịu, lấm. Ôi, tụi nó lấy đồ, tụi nó lấy đồ, lấy của mày kìa. Nhà đâu rồi ta? Ở nhà đi ha, lộn rồi. Trời ơi, nó dịu dịu mới có vào lầu được. Trời ơi, thằng Tu Cu cũng lấy xe về hả? Ý thích ra xe em. Trời ơi. Trời ơi, hai anh em tụi nó về nhà mọi người ơi. Cái gì? Ơi ơi, bây giờ á thằng Tu Gà với Tu Cu á, nó đang có đồ ngon, có hàng ngon thì tụi mình phải làm gì? Lấy. Mà tụi mình lấy á, tụi mình là Hi Ha với Jimmy qua lấy thì nó làm gì nó cho, đúng không? Ông nghĩ đi. Bây giờ á, mình chỉ có một cách duy nhất thôi. Quậy với cha nội, chỉ có một cách duy nhất thôi. Bài. Chính là giờ mình lừa nó, để mình cướp hết số đồ đó của nó thuộc về mình. Đúng không? Mình cho nó lâu ngày mà
Đó, lấy xong hết đồ rồi mình. Nhỏ nhỏ mới về mày chơi chon gì rồi? Trời ơi, phải chon, chon đó là chào mừng đúng không mọi người? Mọi người ai cũng muốn chon tu gà, tu cu hết trơn á, ông không hiểu gì hết á. Ok, quất lâu quân. Ok mọi người ơi, và sau khoảng thời gian dài mình liên hệ với ông quản gia nhà Hi Ha thì mình có được hai cái kim rất là cute hộp me xí mợi đó. Trời ơi, Hi Ha ơi. Đây. Trời ơi, nói giọng giống con gái xíu không nội. Trời ơi, phải như trời tôi nè. Điệu điệu anh chứ. Đây, được chưa má ơi. Trời, được vợ đi. Mệt chết mẹ luôn à. Cấp. Cấp, cấp, cấp. Giá liền, giá liền, giá liền. Trời ơi, tôi cua đâu ta sao không mở mở cửa. Dẹp cái súng, dẹp cái súng. Cầm súng cầm lướt. Cái súng của con gái mà súng đồ chơi. Ai gì, ai gì. Ôi, ôi, vô vô. Mấy bạn là ai, người mới hả sao? Em là fan hâm mộ của anh á, em có nghe đúng anh rồi, hay đúng cover đúng nhạc. Ôi, vậy hả? Anh mới đi diễn vậy lâu ngày mà sao thành phố mình có nhiều người mới lạ mà còn xinh gái nữa chứ. Thiệt là lạ lùng hen. Thiệt luôn á hả? Anh khen tụi em vậy luôn. Đúng rồi, em mà thì nãy đẹp 9.1. Đúng là đầu lòng hai ả tố nga. Hôm nay là chị, tháng này là em đúng không? Đúng rồi, sao anh biết hay quá vậy? Trời ơi. Ôi. Trời ơi, ôi ôi, nhà của anh á hả? Trời ơi, nhìn hiện đại quá ha. Đúng rồi. Chứ sao anh? Nhìn như nhà bác học luôn. Xin trân trọng giới thiệu với hai em. Anh là tiến sĩ trong gai tô gà ti di. Wow. Tiến sĩ trong gai. Ủa, nghe nói đúng anh còn vậy? Là ca sĩ nữa đúng không? Anh hay hát nhạc lắm. Đâu, anh hát thử một câu gì cho em nghe đi. Anh nghệ sĩ tô gạt cu tê. Ok à, sự chú ý của ta là vé phỏ vào ánh mắt của nàng. Yeah. Trời ơi, hay quá, hay quá. Trời ơi, em thích ghê á. Trời ơi, ba đồ quý nè. Ủa, nhưng mà anh ơi, sao mà em thấy nhà anh giàu vậy á? Anh có nhiều tiền không? Trời ơi, tiền ha, tiền với anh là một cái mà nó không bao giờ có thể thiếu được. Ví dụ, em thích cái nào trong nhà anh có cho không? Thoải mái, cái này là anh thiệt không? Chở bằng tay, nè, nhìn nè, chở bằng đợi, tay đợi, là... Đợi, một xíu em nói chuyện với em gái em. Ơi, giờ lấy chiếc xe của con tô cù nha, coi coi nó cho không ha. Thử nha. Hợp lý. Anh tô gà cu tê ơi, em muốn nói với anh điều này. Tụi em á, con gái con lứa, anh ấy tụi em không? Tụi em nhà tụi em xa lắm. Ở bên khu rừng bên kia tụi em muốn qua chơi với anh hàng ngày á. Anh có cách nào giúp tụi em không? Tụi em không có cái phương tiện đi lại gì hết. Đúng rồi, tụi em đi bộ, tụi em mỗi chân giống như hôm nay là tụi em đi mà vã cái đôi chân lắm thôi. Là gặp anh á, không gặp anh là tụi em khóc hu 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 luôn. Really nigga. Chiếc xe đấy hả? Trời, chiếc xe này thì anh chở bằng tay là được có, nhưng mà chiếc xe này thì chắc phải chở 2-3 cái bằng tay. Thôi, không sao, 2 cái bằng tay cũng được. Thôi, nói chung trời là... Trời ơi, đi. Thôi, thoải mái. Trời ơi, chiếc này đẹp quá. Wow. Hay là anh cho chị em tụi em ơi, để chị ủa, em... chiếc xe này là chiếc xe mới luôn, anh cho tụi em thiệt luôn hả? Đi coi, suy nghĩ coi. Thôi, trời cho đó, 2-3 cái bằng tay chở mấy cái có liền. Thôi, lấy thoải mái. Trời ơi. Anh tô gà đẹp trai dữ vậy. Này luôn nè. Hai chiếc luôn kìa. Ok. Cảm ơn anh tô gà nha. Mai tụi em tới thăm anh nha. Tạm biệt anh. Okay. Hẹn gặp lại. Ok. Thả chim, bắn chim. Ok. Thích nha. Bây giờ, ui, có bánh rán không kìa. Mày không lấy của Doraemon đúng không? Không lấy của Doraemon. Tôi ở đó để đó thôi. Tôi gặp cái dấu để tôi bút cái gì xin Doraemon còn được, hiểu không? Ok. Giờ qua nhà. Cô cu về mình qua nhà nó. A few moments later. Kiểu nó về rồi đó, nãy giờ cũng lâu rồi. Đi. Chào anh, em tên là tôi. Ý, anh tu gà hát trên nhà. Nó không thấy tụi mình đâu. Cốc. Chào anh. Tôi chính là cô gái khủng long bảy màu nè. Chào em, chính là cô bé. Cô bé qua mai, qua mỏ, qua mũ nè. Chào anh. Hôm nay em chỉ là cô bé qua mai, qua mũ, qua mạ nè. Trời ơi. Đó là tên của em đó anh.
Qua mai qua mũ qua mạ. Nói đúng rồi. Không biết có phải đây là nhà của anh Toku không nữa. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi đúng rồi. Nếu đúng thì cho tụi em gặp anh Toku đẹp trai giống anh ơi. Toku ơi. Đây Toku đây. Hello mọi người. Trời ơi anh dễ thương quá. Anh ăn cái gì em muốn nận anh cái rồi luôn á. Ôi anh có người yêu không? Đúng rồi anh có người yêu chưa? Không có sao đâu. Nếu anh không phiền thì làm người yêu em nhé. Đúng rồi. Còn nếu anh không ngại thì cho em vô nhà luôn nhé. Mời vô. Vô. anh ơi. Tụi em á. Định thăm cưới mộ anh. Thôi. Đã thăm mộ cái gì? Tụi em định cưới anh mà tụi em không có đầm đám cưới. Đúng rồi. Lấy hai đứa luôn nha anh. Quý rồi được luôn rồi. Ai thừa về cái đấy thừa nha. Anh có ngân sách không cho em xin một ít đi. Em mua đầm đám cưới đi. Là đám cưới với anh là trời ơi, anh là chú rể còn em sẽ là cô dâu. Mình đến với nhau thì đâu có làm sao đâu. Ngân sách hả? Như là ê không biết có được không nha. Nó làm gì á kiếm gì á kìa. Đó kìa ở đây rồi. Ôi trời ơi ít quá còn không anh. Không anh ôi đống này còn nhiều lắm. Dăm ba á. Trời lấy hết của tôi gà luôn. Chiếc này tôi gà mà biết là nó chết rồi. Ôi tạm biệt anh nha. Bye bye. Chiều đi sớm nha. Ok anh vô nhà đi. Tạm biệt. Trời ơi mọi người ơi. Trời ơi ông chết rồi. Sao à? Nó ngu quá à. Anh em tưởng cương này bỏ vô. Đúng rồi. Tẩu tán nhanh em ơi. Ở hết vô đây luôn. Ôi chiến này tô gà biết lần tô cu chết. Mà tô cu biết tô gà cũng chết luôn á anh em. Thôi biến lại bình thường. Ê. Ê, tôi nấp vô. Đây, tôi đây. Đừng xin lỗi bà nè. Xe đâu rồi ta? Xe ơi. Qua đây. Qua đâu? Xe đâu ta? Nè. Đau lưng không hả? Ok, thấy rồi. Ấy. Xe ai đấy? Không biết. Trời ơi. Nó đi đâu rồi? Nó đi tìm xe nó rồi. Ừ, đóng tiêu rồi. Kìa. Xe ơi. Đi đâu đâu. Xe nó chưa già nữa. Ơi làm gì dưới đất có bạn ơi. Ơ kìa. Có xe. Gà. Anh ơi. Hỏi tụi gà. Ơi. Gà ơi, nó đi hỏi tụi gà. Kìa đâu rồi? Đâu rồi. Kìa đâu rồi? Chú mình vậy ta mà sao không có thấy cái gì trời đất. Ủa, bấm F5 lên coi. Ui. Ai kêu vậy? Xe kêu. Cái gì tôi cũng. Anh ơi. Nói nè. Xe của em đâu? Chuyện xe gì mày? Ai biết xe mày sao tới hỏi? Ta trời đất ơi, ta đang bận lo công việc, bận lo đi cua gái. Bận lo đi làm việc nhà đồ đó. Trời ơi. Ôi. Tao phải lấy tiền rồi. Ui. Cái gì? Ủa, kim cương tao đâu hết rồi? Tao biết. Tao sợ em. Ủa, tao để trong này quá trời quá đất luôn mà. Ủa, sao đâu hết ta? Ơi. Ai biết? Thằng tôi cũng trả lời đúng tỉnh luôn anh em à. Ơi, trời gái ơi, sao mày nó ai biết? Này, trong nhà tao chỉ có mày với tao, không lẽ tao tự giấu mà tao quên hả? Chào mọi người. Mọi người đánh nhau.
hay là hai đứa nhỏ hồi nãy mà, đúng rồi nó tới nhưng mà nó thấy mình chỉ cho chiếc xe thôi. Ơi, xin lỗi. Ê, không có alo. Gì đâu? Cái gì cái nói lại nào? Alo. Nói lại coi. Không có gì. Lỗi, trời ơi, lỗi. Vậy là phải báo công an. Đi báo công an. Đi đằng kia, đằng kia, đằng kia. Này. Đi đâu? Ơi, đứng yên. Đấy. Ôi giời. À, chạy à? Chạy à? Ai à? Đấy chạy à? Úi. Ai đứa đây hai chiếc xe. Ai ném nó coi. Nhưng mà khoan, nhưng mà xe mày thì tao thừa nhận là tao cho hai nhỏ kia, nhưng mà tiền của tao nhiều lắm, tiền của tao có thể mua được 4 năm chiếc xe đó, nhưng mà sao lại mất tiêu vậy ta? Ờ, thì em thừa nhận em có cho đảm để số tiền đấy. Nhưng mà cái xe của em có thể có tiền anh có gì đó. Chứ tao đã ngu, mày còn ngu hơn tao nữa gì trời, thằng em thì cái nòi hiểu không? Trời ơi, cái này hôm nay có sáng dậy gà đâu mọi người ơi. Trời ơi. Vô hỏi. Vụ gì căng thẳng gì hai bạn? Vụ gì căng thẳng vậy? Đợi tao với câu trời ơi gì. Hai em tao bay làm gì vậy? Lui về bán xe em nè. Bán xe em làm gì? Bán xe em làm gì? Ủa sao giọng quen vậy? Đâu quen gì? Đâu quen gì đâu. Bậy rồi. Đây là bậy rồi. Cho đồ đâu, nhiều quá nè. Mới đi mình gì nha. Ơi hình như bạn nhá, có sai là... cái gì? Không. Quen không. Là kia quen kìa. Nhớ kia quen hơn. Ai biết ai đâu. Quen hơn gì? Chắc con gái đâu như thế thôi à. Dạ hả? Gì đấy? À đúng rồi. Nè, người ta hay nói một câu là bắt thang lên hỏi ông chờ lấy chạy tiền cho gái. Ôi, cũng thôi, lấy tiền cho gái có đòi được không? Lêu, bị lừa rồi, lấy hết đồ rồi nha, hai anh em quá ngu, không trả đâu, lêu. Ok, các bạn yêu thích video này thì đó, để lại cho mình một like, một share cho mình với Hi Ha đang đậu trên cây. Cái gì vậy, mình chạy luôn rồi, ôi, nó tới rồi, chạy.